Xin chào mọi người, thì hôm nay mình qua Tây Ninh và thăm một cái vườn này, họ lấy trên da trái sinh và làm từ đầu mùa đến giờ, rất là đẹp. Ủa chú đi chút ngủ, chú có làm cái thao tác bơm khí không chú? Chú có bơm khí không? Không, không à, chú chỉ chút mũ thôi. Dạ. Cho em hỏi về cái từ đầu mùa anh xài đến giờ thì cái chất lượng của cái sản phẩm anh thấy đánh giá sao? Sản phẩm mũ mình đó hả? À, không, sản phẩm túi khí, bộ ấp khí để mình làm á. Là có nghĩa là nó bị cái sao? Ý em nói là anh đánh giá mà, có nghĩa là anh cảm thấy sao, nó có tốt hay là nó có bị vấn đề gì không mà? Túi khí này lúc hổm đầu tiên ở trên thì anh có đem cho anh gắn vô, anh nạp khí vô đặng mình làm, nhiều khi nó cũng có một số nó bị xì này kia, nó bị xì theo mấy cái mấu giáp này nè. Dạ. Mà nhưng cũng ít thôi chứ không nhiều. Dạ. Ít thôi. Ví dụ mấy ngàn cái chứ nó chỉ có chừng chưa được 20-30 cái nữa. À. Nó cũng có bị xì mà nhưng ít. Dạ. Thì bởi vì cho đó hổng anh cũng có nói với thằng Thắng, thành ra thằng Thắng nó cũng đưa thêm cho hết nó chút khí vậy đó. Dạ. nó bù qua bên mấy cái này bị lủng bị xì đó. Dạ. Nhưng cũng ít lắm cưng ơi. Thì còn trong quá trình anh xài có cái nào nó bị thêm không? Không. Có nghĩa là cái túi khí là đã sau khi đầu mùa mà đã không xì là xài đến cuối mùa thì nó vẫn chất lượng, nó vẫn tốt bình thường. Dạ, không có, tốt bình thường. Dạ, không có bị cái nào. Tốt bình thường. Còn... thì như túi khí này anh xài từ đầu tới giờ nè. Dạ. Ví dụ trước khi anh nạp khí vô anh xài thì nó cũng vẫn bình thường thôi. Dạ. Nó cũng hiệu quả thôi. Dạ. Nó đâu có gì. Thì khách hàng của em là từ năm ngoái đến năm nay thì qua mùa năm nay vẫn xài được bình thường. Có nghĩa là cái này anh cứ cuối mùa anh về anh cất, cứ đừng để ngoài nắng. Khi lúc đó lá cây nó ít đó thì nắng quá nó không tốt. Ví dụ cuối vụ rồi cái mình gửi ra cái đem về cái mình đem vô mát mình cắt. Dạ. Năm tới cái mình lâu cho mình xài nữa. Dạ. Ví dụ năm tới ví dụ cái nào thiếu thì mình thêm, còn cái nào nó đủ rồi thôi. Dạ. Thì cũng cắt đâm vô mắt. Còn cái nắp chóp vừa có trong quá trình anh xài có bị hư hỏng gì không anh? Nắp chóp hả? Dạ, cái nắp chóp màu xanh á. Có khi nó cũng bị hư, cũng bị hao mà nhưng hao ít thôi, một số ít thôi. Dạ. Nhiều khi mình nải này kia ra, nhiều khi nó bị, hoặc là mình nải cái túi khí ra nè. Nhiều khi nó nắng, gặp cái cây nào nắng quá nó giòn á. Dạ. Và nó gãy cái nút của nó nè, cái nút để mình gắn cái bịch khí vô nè. Mình ra gãy lúc đó mình phải bỏ mình đưa đống mới. Chẳng hạn giống như là tổng số của anh. Ừ. Anh là xài bao nhiêu cây anh? Bao nhiêu sao? Tổng số bộ ấp khí anh dùng là tổng cộng bao nhiêu? Bao nhiêu cây hả? Dạ. Khoảng bên đây dưới bên nhà, bên đây bên nhà khoảng cỡ 4.500. Dạ, vậy thì trên cái tổng số 4.500 mà cái nắp chóp nó bị gãy đầu á là tổng cộng khoảng bao nhiêu cái anh biết không? Cũng đó mình cũng không có nắm dành nữa. cỡ nhắm nhắm hả? Dạ. Nhắm khoảng cỡ hôm đầu vụ tới giờ khoảng hao hết khoảng cỡ chừng 4.500 cây, cho hao hết khoảng chừng không tới 100 nắp. Không tới 100 nắp. Không tới 100 nắp. Dạ. Nắp chóp đó ít hao lắm. Trường hợp lâu lắm bị gãy một cái thôi, gãy cái đó mình không xài mình bỏ mình thay cái mới thôi, chứ nó cũng hiếm lắm. Dạ. Nó cũng ít hao nắp chóp. Nói chung về thiết bị là anh hài lòng đúng không ạ? Thì cũng có nhiều bên họ bán thiết bị nhưng mà tỷ lệ túi khí họ cứ xì liên tục. Nghĩa là tháng này xì 15%, bao tháng sau cứ xì tiếp 15%. Tới khi ta làm ta nản á, ta bỏ. Nào nghe cái này thì mình nó có vụ xì ít lắm. Ví dụ nó xì được cái đầu tiên thôi, cái mới mình đem ra mình dát vô mình bơm lần đầu tiên là nó xì là cái đó mình là nó xì là mình đổi cái tháng thôi. Còn nước nó chịu dầu là chịu luôn tới giờ này luôn, chứ nó không có xì mà đẩy bạn. Nếu mà 4.500 cái mà lúc đầu mà bị xì tầm khoảng có vài chục cái thì tỷ lệ nó gần như là cũng chưa tới 1%. Nó xì ít thấp. Chứ nếu mà nó xì nhiều là anh cho nắm hay là anh đổi lại chứ bị mình mua cái mới mà. Dạ. Nhưng ít quá
Nói chung cái này làm sao mà cái thiết bị mà nó tốt trong quá trình mình xài á, đỡ mất công mình phải đi thay lại á. Yeah. Thì người ta làm ta mới thấy hiệu quả. Còn đôi khi mình làm mà nó cứ bị thời gian mà bị xì hết cái túi này, xì hết cái kia thì cái công mình đi làm cái này á, được. Phải là mỗi người nào làm cũng hiệu quả hết. Có người thì hiệu quả, người thì không. Tại vì cái người cũng chỉ cho nơi cái người làm á, cho nơi cái người mà để điều khiển làm á. Yeah. Đó là một, đi nắp chớp. Hai là nạp khí. Nếu mình làm có ý, ví dụ mình đóng nắp chớp, mình đừng có nên đóng hở xa quá. Yeah. Hở xa quá thì nó bị trống như có một phía nào đi. Mình nạp khí vô là nó không có giữ được, nó không có cầm khí được. Nó dẫn đi vô ngoài hết thì cái cây đó mình thang nó có ngủ đâu. Nói chung là làm phải chú ý. Ừ. Đó là một. Hai nữa, nếu mình đóng sâu quá nó khó lắm. Nhiều khi mình đóng sâu quá cái mũ nó chảy ra nhiều quá, cái nó ém dính vô trong cái lỗ mà trong nắp chớp đi. Yeah. Ra bịch túi khí à. Mũ nó chấm trong đó. Mình không kiếm gì giải quyết, mình soi nó hoặc là mình tự nó ra thì mũ khí mình nạp vô túi khí nó chẳng nằm trong này hoài. Làm sao thì cái này em làm bằng nửa trong á, để cho người ta thấy được ở trong có cái mũ dính hay không. Dạ, yeah. Có chế được cái đó nữa hả? Dạ có. Nếu chế cái đó là hay. Còn thằng này á, bởi cố ý mới được. Nhiều khi mình đóng á, bị cây này thì mũ yêu cầu đóng vô một cái là nó chạy mũ ra. Dạ. Yeah. Bởi mình đóng phải biết nhẹ tay, biết nương tay. Yeah. Đóng cũng vừa chớn thôi chứ cũng không nên ý sức mà mạnh đẩy lúc vì tổng cái mũ nó chảy ra hầu là nó quánh cục nó khô vô đó. Dạ, đúng rồi. Quánh cục ném ở trong cái nắp chớp đó nè, là khí mình nó không có vô được, bơm vô trong túi khí này nó vẫn nằm hoài vậy. Dạ. Nó không có đi được, nó không có nhúc vô cái cây cao su được. Nên cái này cái kỹ thuật đóng nắp chớp nó rất là quan trọng, phải biết cách đóng. Dạ, phải biết cách đóng được chứ không phải mà ai làm mà cũng đạt hết đâu. Nhưng tùy theo người làm, ví dụ mình làm có ý rồi mình phải chỉ. Ví dụ đóng nắp chớp, rồi là đóng túi khí vô rồi nạp khí như thế nào. Ở đây anh bơm trung bình khoảng bao nhiêu ml anh? Anh bơm trung bình là khoảng 50. Dạ. 50, mình nổ là mình nạp là 50 hoặc là 60 chứ đâu. Dạ, tại cây mình cũng cây lớn mà để 4. Dạ. 50, 60. Dạ, 50, 60 là phù hợp. Nhiều vườn họ cứ bơm, họ không biết định lượng, họ cứ bơm đầy căng dạ. Bình, nó dẫn tới là... Tại vì người ta nó có kể tôi giờ thằng bơm này nó bao nhiêu bao nhiêu chơi vậy đó. Thành ra tôi có nắm biết tại vì nó có đưa cái đồ thử đó. Dạ. Đạt ngủ hay không này đâu nào là mình cái người để đóng lớp chớp này nè. Thì nhiều khi mình cứ nạp khí vô cái bọng bóp vô cái xì cái sao nó xì đâu có tiêu mẹ chứ không còn. Yeah. Nhưng mình phải cố ý mình phải dòm được. Nhiều khi nó đóng không có được sâu hung đó, thành ra nó đóng mới vừa vô con tí vậy nó bị trống, nhiều khi cái mặt cây mình nó không có được bằng thẳng á. Thành ra nó vô bên cao bên thấp đi. Nhiều khi ở trên thì nó vô hơi sâu chút mà ở mấy dưới này nó vô càng yếu. Cái nhiều khi mình bơm vô cái nó làm cái xì cái nó ra ngoài hết. Mà nhưng mình phải cố ý mình phải gõ lại, ví dụ mình đem cái gì hơi nó nặng hơi cái chìa khóa gì đó. Cái mình nhịp nhẹ nhẹ vô. Yeah. Nhịp nhẹ vô mới nữa là bơm khí vô dẫn được giữ trong cái túi khí này là yeah. Cái cây hiệu quả vẫn có mũ bình thường. Yeah. Còn nhiều người ẩu á, trời mẹ bơm vô cái mình có không có là thông thang thì đâu có mũ đâu. Nếu cái này là mà chuyển qua hình thức ăn chia với công á, chắc công làm thì họ sẽ chú ý hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ừ. Nếu mà ăn chia công thì công nó làm nó phải chú ý hơn. Dạ. Nó chú ý hơn. Còn mình nướng làm để ăn đi thì nó làm không hiệu quả đâu. Thôi tôi ăn tôi đổ ra tôi trở lại. Dạ. Phan dài lỗ nghỉ rồi. Dạ. Cũng chắc còn đạt mà. Dạ. Mà lấy giờ Tết nhất tới nghỉ sớm nặng mà. Còn 10 ngày nữa Tết rồi. Ừ, 10 ngày nữa tới Tết rồi. Ở cái kia là 15 là em lấy mũ rồi. Đã có tô nó đầy gần đầy luôn đó. Này cái mũ gần đây nó tập khoảng trung bình bao nhiêu ký 500 cây hả? 500 cây hả? Trung bình khoảng cỡ 90 đến 100. Là thời điểm này hả? Ờ, thời điểm này thì 90 đến 100. Còn hai điểm giữa mùa là khoảng bao nhiêu nhỉ? 104, 106. 104, 106.
14, 16 hoặc là 17, tùy theo trường hợp thời tiết mát này kia thì có thể lên 18, 17. Năm ngoái là mình trào một mặt thôi đúng không? Chứ đâu phải là trào hai mặt cho kẻ đâu đúng không? Dạ đúng rồi. À, năm trước thì mình trào trên đó đó. Rồi trào một bên thôi đúng không? Trào một bên. Dạ. Không một bên thôi. Ví dụ một cây, những cây nào nó to quá thì mình chở chở mặt, còn cây nào nó cũng trung bình thì cỡ bên màu. Tại em làm trên cây tái sinh thì cây mà cạo mà hai bên á là trong một năm á, cạo sơ sẻ hai bên trong năm á thì nó không đạt đủ bằng cái loại cạo bên. À, cạo bên thì cạo bên nó đạt hơn, nó hồi phục. Tính là mai em lên là thang cái vườn ngoài kia với cả vườn dựng ngay nhà á. Dựng nó đạt hơn ha. Dựng nó đạt hơn. Dựng nó cây tốt cây. Dựng này tại vì cái năm mà giông gió lớn ngã thưa cây quá. Cái mũi này là mũi thứ mấy anh nè? À, mũi này hả? Dạ. Mũi này là mũi thứ thứ 6 à. Thứ 6. À, một lần cơm phí 6 lần anh Phan. À, không, mình giờ đắp chớp nè. Rồi giờ đắp chớp này là 6 mũi à. Là thường anh Phan là một lần bơm là mấy lần anh Phan? À, bơm là 3 lần, có khi 3 lần có khi 2 lần có. Yeah. Ví dụ tùy theo vườn cây của mình, ví dụ vườn cây nào mà nó chung nó tốt quá thì 3 lần mình mới bơm nạp khí 1 lần, còn vườn cây nào nó thấy lượng ngủ nó hơi ít á thì mình nạp thêm vô có 2 phan, có 2 lần thì nạp 1 lần. Mà anh đi đề 4 hả? Thì lúc đầu đi đề 4 nó ổn định hay là nó có cái giai đoạn nào nó bị trời trục ha? Không, hôm đầu vụ tới giờ thấy nó cũng bình vậy. Ví dụ chở 3 lỗ mình nên nó bơm nạp khí 1 lần thì nó tụt tối thiểu gì vẫn có 90 hoặc là hụt 90 chút xíu thì không có tụt lại. Là cái mũi cuối cùng mà tập hay chín là có một cái mũi cuối cùng. Độ bây giờ nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Độ bây giờ khoảng cả 35, 36. Còn trong giữa mùa của anh sao? Một lúc hỏi thì 38, 39 à. Giữa mùa thì cao hơn cuối năm thì cao hơn. Giờ cuối năm giờ cuối năm vẫn tụt. Năm ngoái anh chạo thì nó tầm khoảng bao nhiêu độ? Năm ngoái hả? Dạ. Năm ngoái cạo tầm có 33, 32 độ. Ừ. Là thằng cái này thì anh thấy là cái độ mũi nó cao hơn. Độ cao hơn cạo. Nói chung là anh Phan xung quanh cây như vậy á, giờ như vậy á thì nó ổn định nhất, nhưng mà nó sẽ gặp vấn đề là tốn cái công mà mình sẽ mưa với lần mình về cái chén. À, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh thấy giờ cái chén có công nhiều quá không? Đợt nói chung ra là mình lỗ nhưng mà là mình giờ đắp chớp mình di chuyển đi nè. Yeah. Đi mà nhưng nó cũng dễ có cái là cái kiền mình xây. Yeah. Mình được xây tự do. Yeah. Mình muốn đi mình xây qua vòng tròn mình phải khỏi tháo. Anh thấy tốn công nhiều. Công hả? Thì cũng không tốn gì mấy. Cũng làm cũng mau cũng lẹ chứ cũng không có quen rồi đúng không? Quen rồi cũng chậm. Thì mình có cái đồ dụng cụ mình ở mình nại cái này ra. Yeah. Thì mình đóng vô thì tới giờ mình phan là mình đẩy qua kéo chén qua. Cái gia tái sinh anh đóng đắp chớp dễ bị xì mũ không? Cũng bị xì mà nhưng mà nhưng tôi trước khi tôi giờ đắp chớp thì tôi phải nại cái bịch cái túi này ra, túi khí ra tôi mới để ngoài cách đêm. Cách đêm ví dụ cái thằng nào nó có chảy thì nó chảy ra ngoài, nó không chảy vô túi khí mình. Nó không có hao, nó không có hào túi khí mình, chứ để mình để in thinh gì nhiều khi có cái cây mà mình đóng ra cái sinh đó là mũ chảy với liền. Cái nó sinh thì nó gồ ghề. Ừ, nó gồ ghề chảy với liền. Đóng mà ít quá thì nó lại thở khí ra ngoài. Dạ đúng rồi, đóng mà cạn quá thì nó hở khí, mình bơm khí nó không vô, nó ra ngoài hết à. Dạ, cái gia tái sinh của cây của anh là hiện tại đến thời điểm này là anh cũng phải tháo cái túi khí hả, hay là sao? Có nghĩa là cái lần cuối cùng là anh cũng tháo cái phía ra hay là anh đóng trực tiếp luôn? Tháo ra. À, đút cái lưỡi búa nhỏ mình đút cái mình nại ra. Đừng nại ra đường thằng nào cũng vậy chứ, thằng nào mình cũng phải kệ, mình tốn công chút xíu thôi, nhưng nó cũng không có gì mà lâu. À. Tại vì mình nại ra thì mình để nằm ở trên cái kiền hoặc là ở dưới gốc cao su. À. Mỗi khi mình đi gắn lại thì mình lại mình nắm cái này mình bóp nặng như cái túi nào mà nó hơi u quá, nó bự quá đó. Mình bóp nặng ra thì mình gắn lại thì nó cũng mau. Nó thì chỉ chọt cho bị nó đã nông đã lỗ sẵn nó rộng rồi, nên ra mình cứ chọt vô mình cứ đi tiếp tới cây khác, gắn thì cũng lẹ lắm chứ cũng không có lâu. Thì sau một năm anh sử dụng cái này anh thấy nó hiệu quả không, biết là sao? Thấy năm nay mình mới làm năm nay á. Dạ. Mình mới làm năm nay thấy hôm nay thấy nó hiệu quả hơn cái vụ cạo nhiều lắm. Cạo một lần ví dụ 5 500 cây
nó chỉ có 60 kg, 60 kg, 70 kg, có khi không được nữa. À, rồi đó là nó cạo với hai độ nó không bằng cái bình phan này, độ thấy thấp hơn cái phan này. Ở nhà anh làm mà tài mà không nhà hay là có cái công nào anh thuê không? Có thời cái một cái một thằng kia là nó phụ với tôi, chứ mình một tôi làm chuyện thời nó mỗi lần giờ được chớp. Còn phan nhiều, cái vườn nhiều thì nó phụ, còn phan vườn ít thì mình ơi, vườn 500 cây á, 500 mấy chục cây á thì mình ơi, còn vườn này nó tới 800 mấy chục cây rồi. Cái này cái lượng mũi chỉ lại nhiều không? Chỉ lại hả? Cũng đỡ. Một như mình cho 500 cây đi, 500 cây mũi nhũ lại là khoảng cái hơn thùng bơi nè, mình lấy lại cách đêm á, lấy lại mũi tạp á là cái hơn thùng bơi nè. Thì cũng được cũng khoảng 15-20 kg thôi. Ờ đúng rồi. Tại vì có cái cây nó xung vô cái nó nhiễu hoài. Mình vẫn chút bây giờ mình phan chịu qua chứ giờ nó vẫn còn nhiễu. Thì đối với gia cây tái sinh này nó có còn tóc nữa là cả mình nhỏ thì thường là cạo mũi nhỏ là mũi nó đẹp hơn. Một phòng nữa ha. Ờ, đại thi rồi nè. Mà đây còn đây ra tới ngoài chân đường em nó đi vô á. Phi đó là cỡ nha. Trăm không? Phi này 100 mấy á. 100 mấy. 800 cây. Hơn 800. Ngày gần đây chưa? Mới nửa thùng nữa. Mà nếu mà cái vườn mình nó sung thế này, cây như thế này chắc là nếu lấy phương pháp này chắc là lâu. Lâu. Bữa đó ông Manh ông lên ông sợ rồi chưa cây được, ông coi theo mấy cái nắp dấu nắp chớp mà để đóng á, với mấy cái lỗ phan á. Ông mừng chắc tốt quá, ông phải thử ra cái mũ xì nó không bị chết, ông sợ chết á. Ông thử ông có cái cây ông soi, chứ ông thử. Alo. Bà lên á, bà đang chạy xe lên á. Bà đang chạy xe lên. Như ông chủ ông sợ mấy cái này nè, mấy này bị hư á. Bữa đó ông mới lấy đồ ông cạo cạo ra cái mấy cái vết cổ đó nó đùng đùng ra lại gần bề mặt hết rồi. Ông hôi rất tốt, không sao. Ông hôi cây mình ăn là lâu lâu lắm. Ví dụ năm tới mà mình lên đây mà cây bự quá thì ăn năm chỉ có chưa được bên hết, chưa được hết vòng nữa. chưa được hết vòng thấy cây này cả năm mà chưa được hết vòng. Alo gì vậy? Alo, cái này không che mưa, hồi đầu có che mà bỏ, có che có che mà tôi gỡ rồi, tại vì mấy tháng này đâu có còn mưa đâu, mình ra lột lên than cho nó mau cho nó khỏe, than cho nó cũng mau mà chút ngủ cũng mau nữa. Để không có cái máng nó che mưa đó. Nó hồi đầu anh che bằng BE á. Cái này một lần mình đóng cái mũ này mình phan được mấy lỗ, hai lỗ hả? Đóng cái mũ rồi phan được hai lỗ đó. Ví dụ tôi đi trước lỗ dưới, lát nữa lỗ kế lỗ sau là tôi đi trên này thì cái mũ nhẵn nằm anh Thinh. Đây bây giờ nếu mà có cái mũ nó gắn đôi cái này thì phan được lần hai cái 4 lỗ thì anh thấy ổn không? Cái đó nó im đó chứ, mà có cái tôi sợ vô mùa mưa cái nó bự quá, bị bản bự quá, nước mưa nó xuống, cái lượng nước mưa xuống nhiều lắm, nhiều ra năm bữa mình làm cái máng trên mưa giống như trên cạo để năm tới mình tính lại giống rồi chứ giờ cũng hết vụ rồi, năm tới thử nếu mình làm được cái máng mà để chơi trong này là im rất tốt. Cái này ngoài ra cái phương pháp dành cho gia tái sinh nó còn cái phương pháp là cạo mình ngắn như thế này nè. Thì theo anh thì anh nếu mà cạo mình ngắn đặt mũi thì anh thích khoan hả, cạo mình ngắn hả? Mình nào cũng chưa có vụ cạo đó. À, chứ giờ anh chưa cạo bao giờ? Chưa cạo. Chưa cạo chỉ làm quản lý coi cây coi mũ trọng thôi, chứ không có cạo. Giờ năm đó hai anh em bạn ổng chỉ chạy đi coi mấy vườn khác á. Giờ cái giọng thẳng mua đồ lên kéo lên làm bắt ổng kêu anh phan luôn, chứ hồi nào cũng chưa biết cạo. Mà nhưng cũng có nghe nói là người ta cạo miệng cũng khúc rồi mà mũ đạt nhiều hơn này nữa.
Mà năm nay ông anh này theo như anh biết á, ổng không có ham lấy mũ nhiều như người ta. Ổng trung bình mình ăn lâu dài, ăn nhiều năm. Còn mình lấy nhiều quá, ăn không có lâu là cây mình đã hết mũ rồi. Ông hồ trung bình là lấy vừa phải, lấy vừa phải đâu. Thằng cậu cái hơn 100 kg, hơn 100 kg là ổng là ok. Nó chứ không có ham người ta lấy đằng 2 có 500 cây mà lấy 200 kg. Mũ nước 200 mấy chục kg mũ nước thì lê quay mấy hậu. Ăn có hết mũ luôn.